tấn công, chiếm đoạt tài khoản cá nhân. Chiều thứ 6 ngày 30 tháng 8, tức dạng 31 tháng 8 theo giờ Việt Nam, tài khoản với hơn 4,2 triệu người theo dõi của CEO Twitter Jack Dorsey bất ngờ xuất hiện một loạt bài viết có nội dung như phân biệt chủng tộc, những thông điệp bài trừ Do Thái và ủng hộ chối bỏ vụ diệt chủng người Do Thái. Những bài đăng này tồn tại từ vài phút cho đến khoảng nửa giờ trước khi tất cả bị xóa. Sau vụ việc, Twitter đã có thông điệp chấn an người dùng, cho biết tài khoản của CEO Doxy đã được bảo mật và không có dấu hiệu bị xâm phạm trở lại. Vụ hack được xem một vi phạm an ninh đáng báo động trên nền tảng tập trung nhiều nhà lãnh đạo và cầm quyền Mỹ, bao gồm cả Tổng thống Donald Trump. Twitter sau đó quy kết trách nhiệm thuộc về nhà mạng cung cấp dịch vụ di động cho CEO Doxy, do đã bất cẩn và để hacker xâm nhập phạm vào tài khoản thông qua liên kết với số điện thoại. Theo Guardian, đây không phải lần đầu tiên Jack Doxy gặp phải sự cố bé bằng đến vậy. Vào năm 2016, một tổ chức tin tặc được biết dưới tên gọi Almin Security đã chiếm đoạt tài khoản của Doxy cùng một số CEO công nghệ khác như Mark Zuckerberg, Sundar Pichai và cựu CEO Uber Travis Kalanick để gửi thông điệp với nội dung đang kiểm tra hệ thống bảo mật của bạn. Doxy đảm nhiệm vai trò CEO Twitter kể từ khi mạng xã hội này chính thức ra mắt vào năm 2008, hiện ông là người giàu thứ 343 thế giới theo xếp hạng của Forbes năm 2019 với số tài khoản trị giá 4,2 tỷ đô la Mỹ.